hơn 30 năm. Pháp Hòa nhớ là tháng 6 của năm 1988, thầy viện chủ từ ở trại tị nạn qua định cư ở Edmonton. Lúc đó thầy đi theo diện nhân đạo. Thì khi qua tới đây thì thầy ở tạm nhà của một người đời, người mà chịu trách nhiệm mà nhận người từ trại tị nạn qua đó. Thì lúc đó ở tại Edmonton có gia đình Phật tử tên là Thiện Tâm. Gia đình Phật tử này có trước khi thầy qua 2 năm, tức là lập năm 1986. Và gia đình Phật tử này lấy tên là Thiện Tâm để đặt cho tên của gia đình Phật tử, chứ không phải là khi thầy viện chủ qua rồi thầy đặt cái tên gia đình Phật tử để lấy tên thầy mà đặt. Pháp Hòa nói như vậy để quý vị thấy một cái nhân duyên đặc biệt. Hiệu của thầy là Thiện Tâm, nhưng mà khi thầy qua đến đây thì đã có gia đình Phật tử Thiện Tâm sẵn rồi. Thì lúc đó Pháp Hòa nhớ cái anh đó, anh đi, anh Phật tử, trong gia đình Phật tử, anh đi bán bảo hiểm. Thì bán bảo hiểm cho cái ông đó đó, cái ông chủ mà bảo lãnh nhận thầy đó, ổng khoe, ổng nói gia đình tôi mới tiếp nhận một thầy ở trại tị nạn đến. Thì lúc đó anh này anh về anh báo cho trong Phật tử biết, mừng quá. Thì Pháp Hòa nhớ có buổi chiều đó Pháp Hòa với một anh trong gia đình Phật tử nữa, bây giờ anh mất rồi, thì hai anh em mới rủ lên thăm thầy. Thì lúc đó lên thăm thầy thì thầy mới qua được không bao lâu. Thì sau đó gia đình Phật tử mới bày cái ý là bày tỏ cái ý là muốn lập chùa, xin thầy làm người lãnh đạo tinh thần. Thì lúc đó gia đình Phật tử đã có cái đoàn quán sinh hoạt mỗi tuần rồi. Thì Pháp Hòa lúc đó là 14 tuổi, chủ nhật nào cũng về đó để chủ trì cái đoàn quán đó. Nghĩa là ở để tụng kinh á. Thì khi mà thầy nhận lời thì các anh em mới xúc tiến đi mướn một căn nhà ở ngang trường học của Pháp Hòa đi học á. Thì cái trường, cái nhà đó mướn một tháng là 500 đồng. Thì cái một cái ngày khi mướn nhà xong thì thầy đặt tên cho ngôi chùa đó là Tu Viện Trúc Lâm, mới làm cái lễ thỉnh thầy. Thì trong cái ngày đi thỉnh thầy từ cái nhà cái ông đó đó đi về để chính thức trụ trì chùa đó, thì có rất đông quý bác Phật tử, mà Pháp Hòa được dự vào cái nhóm người đi thỉnh thầy, mặc dù lúc đó chỉ mới có 14 tuổi, nhưng mà tại vì nó lanh quá trời đó. Thì xin thưa đại chúng là cái ngày đi thỉnh thầy về á, trong người thầy chỉ có một bộ đồ và một bộ đồ vạt hò dư xếp lại để trong cái đải. Thầy có một bộ y, hai bộ quần áo, và tài sản của thầy từ trại tị nạn qua chỉ có bộ y và hai ba bộ đồ đó thôi. Trong đó có một sâu chuỗi. Thì cái ngày đi thỉnh thầy á, Pháp Hòa là người xách cái đải đó cho thầy từ ở cái nhà của cái vị cư sĩ đó về chính thức trụ trì ngôi Tu Viện Trúc Lâm. Lúc đó các vị không ai có khả năng ở lại để chăm sóc thầy trong những ngày đầu thầy mới về chùa, vì thầy lạ lắm, đâu có biết gì đâu. Thì các vị trong Phật tử mới bàn nhau, nói thôi bây giờ nhỏ này nó lanh nhất trong nhóm này, mà nó available nữa. Nghĩa là không vướng bận gì hết. Thôi thì bây giờ xin cho nó ở chùa để lo cho thầy. Thì cái cô Phật tử đó mới cũng gọi về nhà Pháp Hòa cổ xin, cổ nói là cho cháu nó ở chùa để nó lo cho thầy. Tại vì nó đi chùa từ nhỏ tới lớn,
nó rành rỏi việc chùa chiền chăm sóc quý thầy. Thì gia đình Pháp Hòa đồng ý cho Pháp Hòa ở đó để lo cho thầy. Thì trong những cái ngày tháng đầu đó, tất cả những cái gì sơ khai trong bữa đầu đó cũng, Pháp Hòa nhớ ngày hôm đó lập cái tu viện đó, đến nỗi không có một cái lư hương, phải lấy một cái hũ đựng rong biển. Thời đó nó bán rong biển mà từng miếng cho ta ăn đó. Ăn xong rồi mới cưa cái hũ đó ra làm hai, rửa sạch để làm cái lư hương. Không có cái tòa sen cho Phật, lấy cái thùng mì gói mama lật ngược lại rồi vẽ cái bông sen cánh như vậy, rồi ngồi cắt ra rồi ịnh ràng trước như vậy, rồi để tượng Phật lên giống như Phật ngồi bông sen, mà thiệt là bông sen bằng cái giấy cạc tông của thùng mì gói. Bộ chuông mỏ thì được một Phật tử cho. Nói chung là lúc đó là ai nhà ai có cái gì đem tới cho nấy là xài cái đó. Bây giờ ở tại chánh điện Trúc Lâm, ở ngay bàn tụng kinh, còn lại một cái đồng hồ. Mà đồng hồ đó là do một cô Phật tử đã đem tới cúng cho thầy cách đây 30 năm. Mặc dù bây giờ mình có thể sắm bao nhiêu cái đồng hồ, nhưng chiếc đồng hồ đó nó chưa hư, cho nên Pháp Hòa không có bỏ, Pháp Hòa vẫn để đó. Ở trong phòng khách của Trúc Lâm còn giữ là một cái bàn của một anh Phật tử cho. Khi chùa Trúc Lâm sang qua địa điểm thứ hai không có bàn thờ tạm, anh đã bưng cái bàn ở nhà anh tới cho. Mà Pháp Hòa nhớ lúc đó vải vàng không có đủ để lót bàn thờ, cho nên mới lót cái bàn thờ nó lộ bên ngoài, rồi dưới này mình dán băng keo xung quanh, chứ đâu có đủ mà che luôn cả cái mặt. Cái bàn đó bây giờ Pháp Hòa vẫn còn giữ ở phòng khách Trúc Lâm. Những bình bông mua ở tiệm 1 đồng, Pháp Hòa giữ hết, không có bỏ gì hết. Trong đó đây là cái sâu chuỗi của thầy Diện Chủ. Pháp Hòa còn giữ cái túi đãi của thầy, cái bộ đồ của thầy, nhưng mà 30 năm nữa mới cho thôi. Quý vị biết áo tràng của ai không? Của Pháp Hòa hồi 7 tuổi đó. Cái áo này nó chỉ có 1 thước vải thôi, mà không phải tự nhiên mà có, mà do đi chùa giỏi quá. Cái cô đó ở hàng xóm, Pháp Hòa còn nhớ, cổ ở sau lưng chùa Phật Học Cần Thơ á, mấy chị em cô thấy Pháp Hòa thương quá, tối nào cũng đi chùa tụng kinh mà không có áo tràng mặc. Cô mới hỏi chứ bây giờ em muốn cái gì? Nói em chỉ muốn có cái áo tràng thôi. Mấy chị em mua cho Pháp Hòa 1 thước vải này. Xong rồi mình thấy trời ơi, áo tràng ta có thiêu tên, mình không có. Mới đi năn nỉ người ta thiêu 2 chữ Huệ Tài vô đây nè. Huệ Tài là pháp hòa, pháp danh của Pháp Hòa hồi nhỏ đó. Cái áo này mặc, mà quý vị biết không, từ 7 tuổi tới 12 tuổi có cái áo này thôi đó. Nghĩa là nó không bao giờ lớn. Qua tới đây rồi á, qua tới đây rồi là 12 tuổi, 48 pound. 48 pound. Cái áo tràng này vẫn mặc được mấy năm sau mới thay đổi. Bây giờ nút nó mòn hết rồi, gài nó không có vô. Nhưng mà Pháp Hòa cưng nó lắm à. Pháp Hòa để trong tủ áo, lâu lâu mở ra coi. Đây là một quyển kinh Pháp Hòa chép năm có 12 tuổi. Lúc đó
khi mình qua đây mình rất là sợ bị quên kinh, cho nên trong đầu còn đang nhớ những kinh gì là ngồi chép lại hết, đâu có tiền mua tập. Pháp Hòa đi lượm 3 cuốn tập, quý vị thấy 3 cuốn không? Chép xong rồi, đây nè, cái tập người ta còn để nè, exercise book gì đây nè, nghĩa là người ta chép nửa chừng người ta xài thôi, người ta dục á. Pháp Hòa lượm lại, xé mấy cái trang nào người ta xài rồi, lượm lại được mấy trang trong cái cuốn 1, mấy trang trong cuốn 2, rồi cuốn thứ 3 lượm được, không có cái bìa sao. Pháp Hòa tự dán mà, tự dán cái bìa phía sau. Và cuốn kinh này Pháp Hòa chép năm Pháp Hòa 12 tuổi. Bây giờ nhiêu năm rồi? 30 mấy năm, 33 năm. Pháp Hòa còn ghi lại, viết lại vào năm 1986, 13 tuổi ta, 12 tuổi Tây. Ngày Pháp Hòa đi tu không có tới cái đại, cái túi đại á. Bây giờ Pháp Hòa thấy Phật tử, trời ơi, một ngày thay mấy cái đại luôn. Đi tu có 10 ngày mà 5 cái áo tràng. Áo thiều, áo sen, áo cổ Tàu, áo cổ Đài Loan, đủ kiểu hết. Hồi Pháp Hòa đi tu, một cái áo tràng cũng không có, một bộ đồ giặt hò không có mặc. Nhớ là lúc đó bộ đồ không có mặc, cái cô Phật tử cô thấy tội quá. Cô bây giờ cô còn đây đó, cô vui á. Cổ đâu có biết mấy, cổ sửa đồ thôi, cổ đi mượn một bộ đồ giặt hò, cổ ịn lên đó, cổ cắt. Cổ cắt xong, cổ mai xong, rồi Pháp Hòa mặc bộ đồ để đi học. Mấy đứa trong bạn nói, ê mày mặc đồ ngủ đi học. Ngày mai tao tuốt quân mày. Khi mà nghe nói hâm tụ quần quá, quý vị biết Hòa về làm gì không? Pháp Hòa lấy giải á, Pháp Hòa khâu 3 chấu như cái sợi luồn dây nịch vậy đó. Sau rồi đi về nhà xin đứa em cộng dây nịch, mặc quần pyjama mà dây nịch. Cái ngày Pháp Hòa đi thọ tỳ kheo, không có ai nói gì với mình hết. Tự mình phải mò mẫm, tự mình phải học những cái gì của một người sa di. Tự mình đi tìm hiểu coi một người đi thọ tỳ kheo phải gồm có những gì. Ngày mai sáng lên máy bay, mình không biết chỗ đó truyền giới rồi phải làm gì, không biết gì hết. Mà nhớ là mày mãi là hình như có cần cái đãi lọc nước. Khuya đó tự mình thức may cho mình một cái đãi lọc nước để đi thọ giới. Đâu có vải đâu, lấy vải tang, mấy người ta xả tang người ta bỏ lại đó. May xong rồi lấy cái cây kẽm, cây kẽm nhựa mà người ta gắn bông giả người ta bán đó, dứt hết bông giả ra, giữ nguyên cây kẽm, luồn vô cái đải đó, rồi cong nó lại, siết nó lại, xong thấy nó gồ ghề quá, nhét cái ống hút vô cho nó đẹp, ống hút nước á. Hôm nào Pháp Hòa sẽ lấy cái đải lọc nước đó cho quý vị coi. Hồi nhỏ Pháp Hòa cũng khéo lắm á. Thôi thì sau 30 năm, thật ra thì năm nay mình muốn làm cuốn kỷ yếu có đầy đủ hình ảnh. Dĩ nhiên là nói đầy đủ cũng không thể nào, là tại vì suốt 30 năm thì hình ảnh nhiều lắm và có một số bị mất nữa. Nhưng mà có thể ghi nhận là một số hình ảnh lớn. Thì thầy viện chủ có nói thôi thì để năm nay mình làm cái kỷ niệm cho xong, thì đầy đủ hình ảnh, đủ hết cả tới ngày mình kỷ niệm 30 năm luôn.
Thì năm tới sẽ có một cuốn kỷ yếu để làm quà tặng cho đại chúng. Thì kính thưa đại chúng, ngày xưa người ta nói là tam thập nhi lập, nghĩa là 30 tuổi là tuổi đã có thể lập nghiệp, làm nên cái sự nghiệp gì cho bản thân mình. Thì hôm nay Viện Phật học Edmonton, tu viện Trúc Lâm 30 năm. Cái chùa Trúc Lâm mà hiện tại đó là địa điểm thứ tư. Địa điểm thứ nhất ở một căn nhà, sau một năm dọn qua một cái apartment, một ở đó được một năm. Và đó là cái nơi mà tổ chức an cư kiết hạ đầu tiên tại cái tỉnh bang Alberta này. Và cũng chính cái apartment đó Pháp Hòa đã đi xuất gia tại đó. Và sau đó thì chính phủ gửi giấy nói rằng chúng ta không thể sinh hoạt ở trong cái apartment như vậy vì tập hợp quá đông, mà cái chung cư đó không phải người ta xây dựng để mà cho số lượng đông người tập hợp như vậy. Mà quả thật sau một năm mình sinh hoạt thì cái nó hơi nghiêng, tại vì cái apartment đó nó xây có một chiều, nó xây có một bên nè. Thường thường phòng thì nó xây hai bên, thì cái apartment này nó xây có một bên nè. Và mình đã lấy tầng trên nhất để làm chùa, cho nên là mỗi một lần lễ là mấy trăm người vô, cho nên lâu ngày đó thì nó hơi nghiêng cái chỗ đó. Thì sau đó mình bán cái địa điểm thứ hai đó đi, thì mình mua cái địa điểm thứ ba là từ một cái nhà thờ cũ của đạo Tin Lành. Khi mình mua cái nhà thờ đó là nhà thờ đó gần trăm năm rồi. Và quý vị biết cái ngày mà nhận cái nhà thờ đó, cái nền nhà thờ nó cũ đến độ là mình rút từng viên gạch ra được luôn á. Mà không có nhà tắm. Có một chú đó đó, chú giúp cho chùa làm một nhà tắm thêm nhà vệ sinh. Mà nhà thờ xưa thì không có basement, ở dưới toàn là đất không, sát chứ cái nền nhà. Pháp Hòa nhớ rất là rõ, chú là cái người bò từ ở dưới lòng đất đó, chú gắt ống nước, bò không chú có ngồi được, tại đâu có chỗ mà ngồi. Những hình ảnh đó Pháp Hòa không có quên được. Đó là cái ân của Phật tử, cái tấm lòng của Phật tử đối với Tam Bảo. Khi ở cái nhà thờ đó được 5 năm thì mới mua cái địa điểm chùa cái Trúc Lâm bây giờ đó, đó là địa điểm thứ tư. Và chúng ta đã khởi sự xây cái chánh điện Trúc Lâm vào tháng 10 năm 1996. Tháng 10 mới khởi công và xây suốt mùa đông. Đến tháng 6 1997 thì hoàn tất. Qua tháng 7 chúng ta làm lễ khánh thành. Thời điểm đó xây một ngôi chùa trong vòng mấy tháng như vậy coi như là vượt chỉ tiêu. Vì lúc đó là chùa nào xây cũng phải là vài ba năm. Vậy mà lúc đó mình xây chùa chỉ có trong mấy tháng thôi. Mà khi khởi sự xây, ông kiến trúc sư nói là cái chùa này xây xong có thể lên tới 800 ngàn. Và thầy viện chủ với bà nói là không, tôi chỉ có muốn xây khoảng 600 thôi. Mượn nhà băng 400. Rồi ráng vận động mượn bên ngoài nữa cho đủ. Ông nói không, không bao giờ mà xây một cái bản đồ, bản vẽ như vậy mà 600. Ông nói phải 800. Mà thưa đại chúng, rốt cuộc khi xây xong cái chùa Trúc Lâm 1.2 triệu. Đi qua rất là nhiều những cái thời gian khổ cực, nhưng mà Pháp Hòa thấy có nhiều điều màu nhiệm trong khi mình xây dựng chùa làm việc Phật. Thôi thì hôm nay nhân cái khóa tu đại chúng về đông đủ để kỷ niệm ngày tu viện Trúc Lâm, Viện Phật học 30 năm, thì Pháp Hòa kể một vài cái điểm yếu khi mà tu viện Trúc Lâm được thành lập. Chứ còn kể thì nó nhiều việc để kể lắm, nhưng mà Pháp Hòa chỉ nói những cái mốc chính là thời qua 4 giai đoạn để xây Trúc Lâm. Còn Tây Thiên này thì chúng ta mua vào tháng 10 2007. Khi mua thì để đó chưa có làm gì, cho đến khi chúng ta quyết định tổ chức Phật Ngọc vào năm 2010
Vì vậy cho nên cuối 2009 chúng ta mới khởi công sửa. Và cái thiền đường Thiện Hòa, tức là tăng xá Thiện Hòa bây giờ đó, cái chỗ nhà bếp nhỏ nhỏ quý vị hay ra vô, chỗ đó khi mua nó chính là cái chuồng bò, cái chỗ để người ta vắt sữa bò. Và ngày xưa khi mình, cái lúc đó mà mình muốn mua đó, mình quyết định mình mua là bởi vì thứ nhất là nó không có quá xa thành phố, chỉ khoảng 45 phút. Thứ hai là nó có sẵn một căn nhà 5 phòng ngủ, tức là Ni Xá Huệ Ngọc bây giờ. Nó có một cái chuồng, một cái barn, tức là cái tăng xá Thiện Hòa bây giờ. Nó có luôn cả cái garage double door mà bây giờ nó cháy rồi đó. Và 165 mẫu đất, 160 mẫu đất, 160 mẫu đất với những cái building đó. Và cái hàng thông từ ngoài đi vào. Nói chung là khi quyết định mua thì có những cái lợi điểm như vậy. Bởi vì những cái chỗ khác á, nó không có gas, nó không có điện, mà mình phải bắt vô, chạy vô là nhiều tiền lắm, chịu không nổi. Và sẵn nó có cái nhà, dù mình chưa có khởi công nhưng chỗ đó cũng là cái điểm khởi sự của mình. Cho nên mỗi tuần đi lên thì cũng có cái nhà đó để sinh hoạt, tụng kinh hay là dọn dẹp vân vân. Thì đến 2009 bắt đầu mới khởi công sửa cái đó. Mà lúc đó trong đầu Hòa nghĩ đơn giản lắm, Pháp Hòa nghĩ rất là đơn giản, là sửa cái chuồng bò này lại nè, đơn giản thôi để tu được rồi. Mình nghĩ là một việc, nhưng khi đi vào công việc thì CT họ xuống, họ đâu có cho mình làm đơn giản như mình muốn đâu, họ bắt buộc mình phải theo luật lệ. Quý vị biết khi mà sổ tường ra đó, ở trong tường nó insulation đó, cái chất, cái cách nhiệt đó, thì Pháp Hòa hà tiện, Pháp Hòa muốn giữ lại để xài, gom vô trong bao rác đúng 1000 bao, chất đầy một cái gara từ dưới đất lên tới nóc đúng 1000 bao, để mà dành xi mà mình cất, mình sửa lại, mình dùng lại cái đó. Nó xuống nó nói no, cái này là của animal, cái này insulation của thú vật, người người mình ở không có xài được. Cuối cùng là đem 1000 bao đó đi đổ hết, uổng công mình lấy 1000 bao để dành, nhưng mà không cho xài gì. Insulation của thú vật và insulation của con người nó khác. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là khi mình làm cái này cũng rất là khó khăn, cho đến ngay bây giờ cũng vậy. Mỗi năm chúng ta đều có những cái khó khăn hết, bởi vì điện, nước, bất cứ cái gì quá xa, cho nên chúng ta đều phải tốn rất là nhiều để mà cho cái cơ sở này nó được hoạt động cho cả ngàn người như quý vị thấy đó. Năm nay là năm đầu tiên mà không phải chạy nước hàng thùng. Suốt cả chục khóa đó là mỗi ngày phải chạy về phố chở cả 100 thùng nước lên để xài. Nhưng mà năm nay á, là mình hên là mình mướn được cái thùng nước, và cái người đổ nước vô cho mình mỗi ngày đó, họ châm nước vô, thì họ chạc tiền mình mỗi ngày. Cái nước mà chúng ta nấu ăn đó là trả tiền mỗi ngày. Nhưng mà thà như vậy còn hơn là phải kiếm người chở xe truck hứng từng thùng về, mà hàng 100 thùng như vậy mỗi ngày, đi riết cũng quải. Mà bây giờ là mình mướn được cái thùng đó, một lần họ châm nước vô và họ chạc mình 600 đồng. Còn ở bên này mỗi ngày mình phải hút bồn. Quý vị thấy cái xe đỏ mà nó chạy ngang đó là hút bồn cầu đó, để mà chắc ăn rằng không có bị quá tải. Thì Pháp Hòa kể một vài điểm để đại chúng thấy là mỗi một cái thời gian nó có những khó khăn khác nhau. Bây giờ chúng ta đông thì chúng ta cũng phải có những khó khăn của cái đông để chúng ta phải lo. Thì kể như vậy để đại chúng chia vui với tu viện, sau 30 năm mà chúng ta đã có được những thành tựu như thế này. Thì cho đến giờ phút này, từ ngày đầu cho đến giờ phút này 30 năm nay, chưa bao giờ mình hết nợ. Vì vậy cho nên chúng ta rất tự hào là hai bàn tay trắng làm nên đống nợ.